Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng vừa cứu sống một bệnh nhân đa chấn thương. Đây là một trường hợp ít những ca bệnh khá phức tạp mà bệnh viện đã cấp cứu thành công trong điều kiện trang thiết bị y tế còn nhiều hạn chế. Bệnh nhân được cấp cứu thành công là anh Vũ Văn Dương, 42 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trước đó, thì anh Dương bị tai nạn ở khu vực Âu Tàu Bạch Long Vĩ và phải nhập viện trong tình trạng sốc do đa chấn thương, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt mạch nhanh. Tại vùng cẳng chân trái có vết thương cứa ngang dài 12cm, dập nát, bị gãy hai xương cẳng chân và mất nhiều máu. Sau khi hội chẩn, thì các y bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, chống sốc, duy trì tốt mạch, nhịp thở và huyết áp. Ngay sau đó thì ca mổ cấp cứu đã được tiến hành. Sau 2 giờ ca mổ đã thành công, vết thương ổn định, sức khỏe của bệnh nhân được hồi phục. Bệnh nhân hiện đang được tiếp tục theo dõi.